Hình như nó cho vô đúng không? Đó. Cho vô đúng không? Nhưng mà mình phải mua cái vé chứ. Không mua vé không? Nó có mình là ấy mà. Là vô. Nói chung là không có được đụng vô cái con đó thôi. Không, có để cảnh báo không? Có, là không có cho nó ăn, không có được bỏ tay vô miệng nó. Cho nó bỏ tay miệng nó. Cù kìa, tiếp không? Đó là con cừu. Con kia là dê. Đây là dê nha. Dê núi vậy hả? Mấy con kia là mấy con con. Thấy không con? Dê núi nè. Hả? Má tính đi xe cho tiện mà. Nó bị giới thời gian quốc chế không? Bé. Nó kêu bé kìa con. Nè. Bé. Mấy con ấy. Đây con này mà đâm vô đất thì. Nó ị kìa. Đâu nó buông lại kìa, nó tưởng cho ăn á. Con cừu. Ăn tao nè. Trời ơi cắn. Được không? Ăn tao kìa. Ăn liền. Dơ con. Cắn hả tao? Nó thú vị không? Nhưng mà không con không lại gần đó. Rồi nguyên một phòng cà phê. Không. Con ơi. Nè. Đâu? Con dê nhỏ kìa. Con dê con kìa. Thợ nó hút nhau kìa. Thợ cái sừng của nó kìa. Hả? Thú quá. Kêu đi. Kêu ai đi. Ai cái năm ấy. Thấy không con? Trời ơi, nó bú mẹ nó kìa, tiếng không? Đặc biệt không? Thú. Đi hết. Gà hử hả? Bố mẹ luôn đấy. Kìa. Anh biết là con dê dê là nhiêu đó. Đó dê dê. Cái dê. Dê dê. Đó, dê dê. Ủa sao nó cứ con này con kia nó ủi vậy không vậy? Ừ, phải coi lại. Đó, để cái con đó.